Ai có đồ chơi nằm đây nhỉ? Bạn nào có một đồ chơi mới nữa này. Xin chào tất cả các bạn. À, chào bạn Huyền nhé. Bạn Huyền này có đồ chơi gì đây? Hôm nay mình có một bộ đồ chơi bí mật, mình cũng chưa biết là cái gì hết. À, thế ta mở ra xem nào. Lâu lắm rồi thầy Huyền với bộ đồ chơi mới. Bạn ấy dạo này cũng bận đi học nhiều. À quên, các bạn ơi, các bạn đã thi học kỳ chưa? Mình vừa thi xong. Bạn Huyền vừa thi học kỳ xong đó các bạn. Bạn được 5 con 10 mà ba đã giao các bạn là cứ được một con 10 là cho một bộ đồ chơi. Bộ này là bộ đầu tiên cho con 10 điểm toán. Điểm tiếng Việt chứ ba. Tiếng Việt. Còn mấy con 10 là môn gì? Môn toán, môn khoa học, lịch sử, địa lý và tiếng Anh. Vậy bạn Huyền sẽ có 5 bộ đồ chơi mới và phải mua cho tặng bạn. Ba năm còn phải chờ thêm 4 bộ còn lại. Wow, đẹp quá các bạn ơi. Wow. Bê rất đẹp nè. Một là bạn Barbie và thứ hai là bạn Ken nha. Mình sẽ tháo ra đây. Wow, chúng ta được một bạn búp bê rất là đẹp rồi nè. Các bạn nhìn không? Đấy, bạn ấy có một đôi giày rất là đẹp. Mình sẽ tháo ra cho các bạn xem. Đây, đôi giày của bạn ấy đây nè. Đây nha. Đôi giày rất là đẹp luôn, mình rất là thích. Úi giời ơi, con kiến. Mày nhắm láo hả? Đây nè. Tinh tinh tang. Rồi. Xin chào tất cả các bạn, mình là Barbie đây. Chào bạn ấy ngồi đây nha. Đây. Wow, các bạn ơi, bạn Ken này nhìn rất là phong độ nha. Đầu quay 160 độ. Này. Xin chào các bạn, mình tên là Ken Lee. Xin chào các bạn nha. Này. Ken sẽ ngồi bên cạnh bạn Barbie. À, hai bạn ấy sẽ ngồi xích ở đây. Đấy. Tiếp tục là cái khẩu. Cái phần này là phần quan trọng nhất đấy. Thiếu cái này là mình không tin đâu nhá. Sẽ mở cái này ra nha. Cái này là cái khóa này các bạn nhìn này. Mình sẽ... Wow. Wow, các bạn thấy cái gì không? Đấy, các bạn nhìn nè. Đẹp chưa? Bạn nhìn thấy chưa? Đấy. Mình sẽ lấy xa. Wow. Ủa, các bạn ơi, đây là một đôi giày, một chiếc giày rất là đẹp, nó đã bị rớt sẵn rồi, mình rất là thích nó. Thì mình sẽ tháo hết các cái đồ ở trong này ra nha. Oh my god, mình sẽ để chỗ này. Và trong cái bộ này nó có rất là nhiều phụ kiện. Mình nhớ là khi mình mua là nó có 30 phụ kiện đó. Đây các bạn thấy không? Mình sẽ lấy cho các bạn xem nè. Đây là một bộ váy rất là đẹp. Thấy chưa? Một bộ. Một cái hai. Đây là bộ thứ hai, có rất nhiều hình chấm bi nha. Màu hồng đó, rất đẹp. Và cái này nữa, màu rất là đẹp, mình cũng rất là thích luôn. Đây là hình như là màu hồng, rất là đẹp đó.
có hoa văn. Và đây là phần mình thích nhất. Đây là một, đây là các cái móc đồ giống đi. Đây mình sẽ lấy cái túi ra. Đây các bạn thấy không, cái túi màu tím mình rất thích. À, đây là một đôi giày rất là đẹp. Cả bông hoa gắn ở hai bên. Còn đây là một cái túi sách. Túi sách này là để bạn Barbie bạn đi đi dã ngoại hay sao đó, bạn sẽ dùng cái túi này để đựng đồ. Và đây sẽ là một bộ sưu tập giày. Đây đây là màu tím này, đây là một bóng dấu cho yêu này. Đây là cao cổ, đây cũng vậy, cũng một đôi giày. Và đây, đây là đôi giày cuối cùng, màu xanh, có nơ, đưa một bạn gấu là cái thêm nè, sẽ mở lên cái phần này, không biết cái này là cái gì. Mình nhìn thấy hình như là cái vali để đi du lịch đó. Bạn trong bộ này có một cái gương màu tím rất là đẹp. Tèm. Wow, đây là một cái vòng cổ nè, rất là đẹp luôn, màu tím. Hình như trong bộ này chỉ toàn là màu tím không, chắc bạn Barbie này cũng màu tím. Wow, đây là một cái vali màu hồng nè, đẹp không? Đó, thế mình sẽ mở cho các bạn xem bên trong. Đây bên trong không có gì, đó, nó chỉ đơn giản như thế mà thôi. Và đây một chi tiết cuối cùng, bớt lo một cái lượt gặp đi chảy đầu, mình chảy đầu cho mình đây, nãy các bạn thấy chưa? Đẹp lắm đó. Rồi bây giờ sẽ đến công cụ tiếp theo. Cái này sang một bên, ok. Cái này. Đấy. Cái này là một cái tủ để đựng đồ. Mình sẽ xem xét nào. Đây là những cái ngăn để bạn búp bê có thể đựng đồ đấy. Mình ngăn kéo để mình xem nào. Wow, các bạn ơi, ngăn kéo này còn có rất là nhiều đồ. Trong cái tủ đó có một cái túi màu bạc, một đôi giày hình trái tim cao cổ đấy, và một cái vương miện rất đẹp màu tím. Đây mình sẽ lắp cái này. Đó, đây là một cái chỗ để mắc đồ, mình sẽ mắc thử. Wow, mình sẽ bỏ giày vào đây trước nha. Đấy. Tiếp theo. Đấy, chỉnh thế chứ. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem nhé. Barbie và bạn Ken sẽ ngồi ở đây. Một hồi mình đã làm được như thế đấy. Đây là một cái giày rất đẹp nè, có toán giày xịn không. Và đây là những cái móc, đây là những bộ váy, và đây là vali, đây là ngăn xa túi, và đây là cái chỗ để đồ. Ok, bây giờ bạn búp bê sẽ đi là
thay đồ. Này, bạn Mami, mấy chữ mình sẽ thay đồ cho bạn ấy nha. Không biết bạn ấy sẽ chọn bộ nào nữa. Mình thấy bộ này đẹp nhất. Mình sẽ mặc cho bạn ấy bộ này. Các bạn ơi, bạn Barbie đã thay xong đồ rồi nè. Các bạn thấy thế nào? Đẹp không? Đây, bạn Barbie đã rất là đẹp rồi. Mái tóc của bạn ấy mướt mà còn rất đẹp nữa. Bạn ấy rất đẹp, mình rất là thích. Đây, giờ bạn Barbie sẽ ngồi xuống và mặc lên. Đây, xin chào các bạn, mình ở bên cây đây. Tan tan tan. Bạn Barbie hôm nay mặc rất đẹp đấy. Rồi, các bạn ơi, video của mình đến đây là kết thúc rồi. Nếu các bạn thấy video mình hay, hãy cho mình một like và share cho các bạn ấy biết nha. Rồi, bye bye.